Sau khi trao đổi thống nhất với các bộ ngành mới đây, Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định CPTPP năm 2020 đã tổ chức phiên đấu giá với phương châm công khai, minh bạch, tuân thủ các quy định pháp luật trong nước và thực hiện nghiêm túc đầy đủ cam kết của Việt Nam tại Hiệp định CPTPP. Tài sản bán đấu giá là hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 66 chiếc ô tô đã qua sử dụng trong đó có 33 chiếc ô tô có dung tích động cơ trên 3.000 phân khối và 33 chiếc ô tô có dung tích động cơ từ 3.000 phân khối trở xuống. Trong bối cảnh dịch COVID-19, doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn, nhưng phiên đấu giá cũng thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp ô tô. Sau khi kiểm tra hồ sơ niêm phong một cách công khai, minh bạch, trước sự chứng kiến của toàn thể hội đồng và các đại biểu tham dự phiên đấu giá, có hai doanh nghiệp đã trúng đấu giá. Theo hội đồng đấu giá, đây là hai doanh nghiệp có hồ sơ đấu giá, đơn giá, bỏ giá hợp lệ. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn The King FNB chúng đấu giá 10 chiếc ô tô. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư kinh doanh thương mại Long Biên, chúng đấu giá 5 chiếc ô tô.